Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Khi bán cổ phiếu thì bao giờ tiền sẽ về tài khoản của mình? Đây là câu hỏi mà rất nhiều các anh chị và các bạn quan tâm. Sau 2 ngày bán cổ phiếu thì tiền sẽ về tài khoản, và sau 3 ngày bán cổ phiếu thì tiền của bạn sẽ được mua cái cổ phiếu mới. Thế thì chúng ta sẽ xác định cái ngày này như thế nào? Tôi giả định ngày T sẽ là cái ngày mà hôm nay bạn bán cái cổ phiếu. Và chúng ta gọi là T cộng 0 đấy, đúng không ạ? 15 giờ chiều ngày T cộng 2, tiền sẽ về tài khoản của bạn và bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng được. Đó, rất dễ. Và sáng ngày T cộng 3 thì bạn sẽ mua được cổ phiếu. Đó, nếu mà bạn muốn mua. Tôi sẽ lấy hai ví dụ để các bạn tham khảo. Ví dụ thứ nhất là nếu thứ 6 mà bạn bán cổ phiếu thì chiều thứ 3 tiền sẽ về tài khoản của bạn, và sáng thứ 4 là ngày T cộng 3 đó thì bạn sẽ mua được cổ phiếu mới. Thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ nên sẽ không tính vào ngày T. Ví dụ thứ 2, vào thứ 2 là ngày T cộng 0 thì bạn thực hiện bán cổ phiếu, thế thì chiều thứ 4 là ngày T cộng 2 là tiền sẽ về tài khoản rồi, bạn có thể rút về ngân hàng của mình nếu muốn. Và sáng thứ 5 ngày T cộng 3, bạn sẽ có thể dùng tiền đó để mua được cổ phiếu mới. Rất là dễ dàng đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận các video mới nhất về đầu tư trên kênh Tiền Của Tôi Official các bạn nhé.